Vâng, chào chú các anh em là Hoàng Phương ống nhòm. Thì em Phương ống nhòm thì sẽ có nên cái hai ba sản phẩm ống nhòm Sơn Tu. Thì anh em cứ hỏi em Phương là có ống nhòm sao ông mà có 8x không? Người thì thích 8x, người thì thích 10x cho anh em. Ừ, thì nay em Phương sẽ có hai chiếc Sơn Tu, là một chiếc, hai chiếc hàng mới 100%. Đây anh em mạch Sơn Tu này, đây là một con 142, đầy đủ mã quét QR cho anh em Sơn Tu này. Đây là con 142 anh em nhá. Và đây là một con 8x42, đây một chấm đen trong này để đủ bao quét cho anh em xem luôn. Em Phương sẽ bóc hộp ra luôn để cho các chú anh em săn ong để xem qua. Thì anh em cứ bảo là hai con này với con Edecaptor thì con nào thì sẽ ok hơn. Nói thật với anh em là mỗi anh em thì sẽ có một cái ưu điểm và mỗi anh em một sẽ có một cái mắt trường nhìn anh em, là người sẽ mắt rất là khỏe và người mắt thì nó không được tốt anh em. Thì em sẽ anh em là mà cần mẫu nào thì cứ gọi cho em để em tư vấn kỹ càng hơn. Người thì thích chọn 8, người thích chọn 10. Thì em sẽ có bộ đôi này, một con tấy, một con 10x cho anh em. Và phụ kiện đi kèm theo những chiếc Sơn Tu này thì rất là đẹp các chú các anh em. Sơn Tu con cò này, phụ kiện của nó thì sẽ cao cấp hơn bản EK nhiều, Edecaptor nhiều. Đây, phụ kiện của nó cho em xem qua nhá. Túi đựng của nó này, túi đựng của nó có chốt gài rất là ok cho anh em, đây anh em xem qua này. Và sẽ có những cái đai này, đai để anh em đeo hông chẳng hạn, và sẽ đầy đủ về cái khăn lau này và một quyển sổ bảo hành của Sơn Tu nu anh em này, Sơn Tu cho em chú bác nhá. Và sẽ có kèm thêm một cái túi đựng ống nhòm, đây có một túi rồi, kèm thêm một túi để bảo vệ ống nhòm để đỡ bị xước xát các bác nhá. Và sẽ kèm thêm là một cái dây đeo của ống nhòm Sơn Tu cho anh em, và phụ kiện của nó rất là cao cấp, đây là một chiếc Sơn Tu này. Và những chiếc này thì anh em cứ quan tâm bảo là có bảo hành không thì chắc chắn là phải có bảo hành rồi để cho anh em tân tăng yên tâm. Mà quan trọng nhất là về cái bảo hành, tại vì giá cả nó sẽ sẵn sàng một số shop và bên sỉ bên em sẽ giống nhau mà. Đây anh em cho em xem qua là đây một chiếc 142 Sơn Tu 326 feet này, một chiếc hàng mới 100 cho anh em xem qua này. Quay cận cảnh cực nét cho anh em các bác nhá. Đây chị. Đầy đủ mẫu vạch thấu nhỏ luôn, Sơn Tu P0142 này. Em sẽ bóc một chiếc 8 mà nữa cho anh em. Thì em đây một chiếc 8 nữa. Và em công khai giá chiếc này luôn. Đợt này thì em nhập về cái đợt đầu ấy, cái tổng 2 tháng đợt Tết thì em bán tầm khoảng 3 triệu một chiếc. Thì bữa nay em nhập về được tầm khoảng số lượng là tầm khoảng hơn 100 triệu các bác nhá. Thì anh em được nhờ được mức giá tốt hơn để cho anh em nhanh tay, mức giá cực kỳ tốt cho anh em là 2 triệu 7, bao ship bảo hành 2 năm anh em nhá. Cái nô trước thì nó tầm khoảng 2 triệu 9 3 triệu. Thì thôi thì video này thì anh em nào xem được video này thì mức giá chỉ có video này được các bác nhá. Mức giá chỉ có 2 triệu 7 một chiếc thôi. Đây là con 142 326 feet anh em này, và con 842 là 394 feet. Cho anh em xem qua anh em nhá. Sơn Tu này 842. Và con này thì rất ok, đầy đủ các thấy nhỏ anh em này. Sơn Tu này, P này đầy đủ các bài cho anh em này. Phủ kính EMC này, Watertop này. Con này chống nước kính BK4 này, có chống nước cho anh em. Sản phẩm này thì em cam kết phải có chống nước cho anh em, và nó sẽ có logo Sơn Tu con cò. Đặc biệt phải đặc biệt hàng chính hãng anh em nhá. Bây trên thị trường bây giờ nó sẽ xuất hiện rất nhiều hàng nhái rồi, anh em nên cân đối và chọn một số uy tín để mua hàng. Các bác nghe thì các bác cân đối. Các bác nào gọi cần mẫu nào thì cứ gọi cho em trực tiếp bên em, để rất là nhiều mẫu mask ống nhòm đủ các phân khúc, từ khoảng 1,5 triệu đến tầm khoảng 26 triệu các bác nhá. Sơn Tu này con cò cho anh em xem qua về thuộc bên con 8 bên trên nào. Đây là con 8 này, anh em nhìn thấy khác biệt là nhiều anh em nhìn kỹ qua anh em biết mà, nhìn cái thấu kính của cái trường nhìn. Con mới thì nó nhìn nó xa hơn, anh em nhìn kính này, con mới thì nó sẽ bé hơn con 8 này. Con 8 thì cốc mắt của nó rất là to, vòng bezel rồi anh em này, vòng của nó này rất là to, nó sẽ to hơn con 10 cũng hơi cũng rất là nhiều đấy anh em ạ. Tại vì con 8 thì chỉnh nó sẽ rộng hơn và chỉnh nhìn xa nó sẽ không được như con 10. Con 10 chỉnh nhìn nó xa 142 326 này. Anh em cứ bảo là con 10 có rung không? Thực chất anh em là anh em cứ cầm ống nhòm cho em chắc tay cho anh em. Đây anh em này, hai tay dưới và ba tay trên cầm chắc tay, chắc chắn tay cho em, hoặc cầm vậy chắc cho em được. Em đừng để rung tay em sẽ bị rung ống nhòm. Tại vì những con sản phẩm này thì em đã chọn lọc ra để em bán ống nhòm cho anh em săn ong rồi. Mức giá chỉ có 2 triệu 7, bao ship bảo hành 2 năm. Tại vì chất lượng của nó sẽ rất là ok. Và đây em logo này, logo Sơn Tu cho đầy đủ cho anh em. Các thấu kính này, BK4 chống này, BK7 cho em, kính phụ đỏ hồng em nhá. Kính cực kỳ sắc nét luôn. Mức giá chỉ có 2 triệu 7 thôi, chỉ có trong video hôm nay thôi. Tại vì video sau mình nhập đô hàng mới về nó tầm khoảng 2 triệu 8 đến 3 triệu 1 một chiếc. Thì video này em để cho anh mức giá chỉ có 2 triệu 7. Anh em là thử ăn vào nhanh tay đặt hàng cho em sớm nhất. Anh em này cho anh xem qua. 142. Em sẽ nói về ưu điểm, nhược điểm cho anh em. Anh em nào mà cần tư vấn kỹ càng hơn thì có thể là gọi cho em qua đường hotline trên góc trái màn hình thôi nhá. Góc trái màn hình này có cho em số hotline, rồi thì em sẽ tư vấn cho anh em.
Tất cả sản phẩm sẽ được bảo hành 2 năm, nhận hàng kiểm tra thoải mái cho em Phương các bác nhé. Ưu điểm các bác là phải nhận hàng, kiểm tra, test hàng, ưng ý sản phẩm và thanh toán cho em. Chứ em bên em không bắt cọc một đồng nào, các bác chỉ cần lên đơn, chốt đơn để em sẽ gửi hàng cho anh em. Đây là cận cảnh cho anh em. Thiên thân thiết kế bằng hợp kim, bên ngoài sẽ bọc lớp da sần. Anh em ra này, bên ngoài sẽ hông cho bọc lớp da sần để anh em cầm sẽ không bị trơn trượt các bác nhé. Em cầm này. Không bị trơn trượt các bác yên tâm cho em. 14-2 sơn tu này, kính phủ đỏ cho anh em, cực kỳ sắc nét em nhá. Em đang quay cận cảnh cho anh xem qua. Cực kỳ ok thần này, chống lại bên phải cho anh em. Và anh em nào mà cần kỹ càng tư vấn kỹ càng hơn thì có thể là gọi qua đường hotline cho em. Em sẽ tư vấn cho anh em về tư về mắt này, nếu mà anh em nó mắt yếu, nó mắt khỏe thì sẽ dùng những con nào anh em nhá. Thì anh em nào mà đang dùng con 8 đợt trước rồi, những phiên bản khác HD chẳng hạn, thì anh em nên vẫn dùng 8 cho em các bác nhá. Nếu mà dùng 8 nên dùng 8 cho em. Và các bạn nào đang dùng 10 như con HD Dream của SK chống mũi chẳng hạn, thì anh em vẫn dùng 10 cho em. Anh em cứ gọi cho em tư vấn cho anh em một con ống nhòm salon chuyên dụng để anh em đi salon các bác nhá. Những viên đột đặc biệt hàng bên em thì các bác yên tâm rồi, không cam kết hàng chính hãng 100%, phát hiện hàng giả nhà em liền gấp 10 lần cho anh em các bác nhá. Hai sản phẩm này em sẽ đồng giá cho em chú bác, hai chiếc sơn tu này là đồng giá cho anh em nhá. Đồng giá là 2,7 triệu, bao ship chỉ có trong video hôm nay thôi. Các bác nào mà cần xem được video này thì em để giá tốt cho các anh em, cứ gọi cho em coi này, cho anh em xem kính này. Rất là sắc nét các bác chú các anh em nhá. Sắc nét không có một cái vết xước hay là như nào vết. Tất cả hàng mới full box đầy đủ hộp sổ cho anh em. Và giấy bảo hành cho anh chú các bác. Đây cho anh xem qua. Em sẽ nên cho anh em là đồng giá hai chiếc này chỉ có trong video ngày hôm nay. Video giá hợp lý cho anh em 2,7 triệu, bao ship bỏ 2 năm cho anh em xem qua này. Đây cho anh em xem qua anh em nha. Chiếc này 842 và 142 sơn tu. Một con 142 là 326, con 8 là 394 feet. Anh em đặt chiếc nào thì gọi cho em sớm nhất các bác nhé. Hai chiếc này hàng mới này, rất ok các bác này. Giá cực kỳ hợp lý cho chú bác luôn, 142 và 842. Các bác nào mà qua cửa hàng trực tiếp thì có thể qua inbox Zalo cho em Phương các bác nhé. Giá hợp lý cho anh em rồi. Các bác nào mà đặt hàng thì liên hệ qua số góc trái cho em nhé, góc trái màn hình để đặt hàng hoặc kết bạn Zalo em chưa gửi cho anh em xem qua. Các bạn nào yêu quý em Phương thì em Phương xin nút like, đăng ký kênh và bật chuông để ủng hộ những video mới nhất của em Phương ống nhỏ con nhá. Cảm ơn các bạn xem video của em Phương.